Dạ, em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất vườn có tổng diện tích là đúng 500 mét vuông luôn. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng đi thông ra đường tỉnh lộ 864. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra tới tỉnh lộ 864 thì tầm khoảng 2 km là tới nha anh chị. Và ra đó là anh chị ra tới Ủy ban dân xã Phú Phong, chợ Phú Phong. Ngay đó có trường học, có đầy đủ những tiện ích luôn. Và từ ngay cái vị trí đất mình mà mình ra tới đường xe Hoa Lâm là đường đan rộng 2 m anh chị, là khoảng 200 m là tới nha. Ở đây thì đều có điện, nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn. Cho nên vấn đề điện, nước và wifi thì anh chị mình an tâm nha. Sát bên đất mình thì cũng có một cái nhà cũng rất là đẹp luôn. Còn cái hướng ngược lại này, hướng này thì anh chị đi thông vô nhiều hộ dân trong đây lắm. Ngay cái đoạn mình thì nó hơi ít nhà, nhưng mà vô sâu bên trong thì nhà cũng nhiều lắm nha anh chị. Thì tiền nào của nấy à, đường mình là đường xe máy nha anh chị. Tính từ ngay cái mí trụ này nè, đó mà mình đi dài theo cái con đường bên đây là mình có 11,70 m mặt tiền. Và phía sau hậu mình thì 11,42 m ha. Còn cạnh bên đây mình đi sâu vào là 43,32 m. Còn cái cạnh phía bên trong, để em đi vô cho anh chị mình xem luôn, là 40, đi sâu vào là 42,63 m. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là đúng 500 m² luôn. Cây lâu năm, chưa có thổ cư. Đó nha, anh chị thấy đó, đó là bên trong của đất mình. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 35 phút, khoảng cách là 22 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 4 phút, khoảng cách là 44 km. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 54 phút, khoảng cách là 78 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cái mảnh đất mình cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Nói chung là cây mình thì trồng sabo và một số cây sầu riêng mới bắt đầu đắp mô trồng à. Sabo thì cũng đã cỏi rồi, nó do chủ kêu bán rồi chủ bỏ bê, mấy cái dây leo nó bò lên cái cây sầu riêng quá trời. Ngang mặt tiền của mình là 11,70 m, phía sau hậu mình 11,42 m. Và một cạnh đi sâu vào là 43,26 m, một cạnh đi sâu vào 42,37 m. Tổng diện tích hết đất là đúng 500 m². Nó giá hiện tại chủ gửi cho mình xem bán, giá chỉ có 470 triệu à. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho mình xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này, được anh chị gặp chủ có thể thương lượng với chủ anh chị mua nha. 470 triệu cho tổng diện tích là 500 m², cây lâu năm, chưa có thổ cư. Cái mảnh này cũng phù hợp cho anh chị về đây để cải tạo lại rồi mình cất nhà ở rồi ha. Chỉ có 470 triệu à. Và cái phía sau của mảnh đất mình thì có một cái đường thoát nước ra con kinh luôn, sát bên con kinh tiêu luôn nha anh chị. Nó là thoát ra cái đường này. Đó anh chị thấy ha. Và cái clip bên kia là cũng của mình nha.
nó, nhưng mà mình có cái đường thoát qua bên kia rồi, thành ra vấn đề thoát nước thì anh chị an tâm. Rồi ở đây thì nước máy của nhà nước thì đều cũng có luôn, cho nên anh chị mình cũng an tâm phần đó. Nó mình đi tới cái gạnh phía sau đó ha, cũng có mí gào người ta luôn, và phía sau thì cũng có một cái ngôi nhà người ta cũng đang ở luôn. Còn phía bên đây em bị vướng cái bụi chuối rồi, không nhìn thấy cái trụ được. Nó ngay đó không thấy được. Thì nói chung cái diện tích này thì cũng không quá lớn mà cũng không quá nhỏ nha anh chị, 500 m², tức là nếu mà kêu đất công thì là nửa công đất anh chị. Thì anh chị cũng có thể cất nhà ở, rồi phía sau mình trồng một vài loại cây ăn trái gì đó cũng được nha. Giá là 470 triệu. Nếu anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Bên trong mình thì nhìn thấy chuối nó hơi tùm, chứ cái này anh chị dọn tống ra thì nó rất là đẹp nha. Đất mình cái hình chủ nhật rất là đẹp luôn. Nó bên đó thì cũng có nhà, nói chung anh chị về đây cũng không sợ buồn đâu. Phía trong nhiều nhà, người ta cũng phải đi ngang qua cái đường này. Và đối diện mình thì cũng có nhà, rồi bên hông mình cũng có nhà luôn. Đấy, đối diện mình thì cũng có nhà đó. 500 m², 470 triệu. Này nếu được thì chủ sẽ bao giấy tờ cho anh chị luôn nha. Bao giấy tờ sang tên qua cho anh chị luôn. Cho nên anh chị về xem thực tế, nếu được thì chủ sẽ bao tên sang tên qua cho anh chị luôn. Đó, kế bên mình thì có một cái ngôi nhà thì cũng rất là đẹp luôn. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này thì anh chị liên hệ ngay cho mình xem nha. Giá là 470 triệu. Đó, mình có ranh giới đầu rõ ràng hết luôn, cho nên vấn đề ranh giới thì anh chị mình an tâm. Rồi em xin chào anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.